Thưa sư, Đức Phật nhập Niết Bàn rồi còn trở lại độ chúng sanh nữa không? Thì hôm bữa sư bỏ là cái phần sau á, cái phần sau là sư đã trả lời rồi. Còn cái phần đầu á, là Đức Phật nhập Niết Bàn rồi có còn trở lại độ đời độ chúng sanh nữa không? Thì do người hỏi không hiểu Niết Bàn là cái gì, và do cái nguyên nhân người hỏi không hiểu Niết Bàn là cái gì ấy, là do từ xưa tới giờ đã được nhiều cái sự hướng dẫn sai lệch, dẫn đến là do các vị thầy hướng dẫn, các vị đó cũng không biết Niết Bàn là cái gì, cho nên các vị đó có sự hướng dẫn sai lệch. Rồi khi mà mình học từ sự hướng dẫn sai lệch đó, mình có suy nghĩ sai lệch, rồi từ đó mình sẽ băn khoăn là không biết là Niết Bàn rồi thì có còn quay trở lại nữa hay không. Thì sư khẳng định với quý vị một câu đơn giản, đó chính là một vị sau khi đã nhập Niết Bàn rồi, tức là vị ấy đã chấm dứt sự luân hồi sanh tử, bởi vì nhân tái sanh đã bị cạn kiệt, vì đó không thể luân hồi sanh tử nữa, vì đó không còn luân hồi nữa, cho nên không có chuyện trở lại dù bằng cách này hay cách khác. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, sự câu hỏi này nếu mà sư hỏi trước, sư xin lỗi là sư trả lời trước thì sư cũng trả lời y như Đức Hành Tại không? Nó không có gì khác chứ. Nhưng mà có điều là sư rất là tâm đắc cái điều mà Đức Hành Tại nói mà nhắn gửi vị đó. Sư cũng chỉ muốn nhắc lại thôi để cho nhấn mạnh cái tầm quan trọng thôi. Là mình muốn biết Đức Phật Toàn Giác hay là Đức Phật Gotama, Đức Phật Thích Ca Niết Bàn rồi có muốn trở lại chúng sanh, có Niết Bàn rồi còn trở lại độ đời chúng sanh nữa không á, thì mình hãy tìm hiểu là Niết Bàn là cái gì, thậm chí phải tìm hiểu Đức Phật Gotama, Đức Phật Toàn Giác, Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn á, tinh thần mà ngài giải Niết Bàn như thế nào, thì bản thân mình sẽ tự cho mình trả lời câu hỏi. Còn cái khái niệm về Niết Bàn mà trong Tam Tạng Bali Thế Tôn ngài có nói mà mình không nắm được, thực sự đây là những cái kiến thức gọi là sơ đẳng, thưa vị, sơ đẳng gọi là vỡ lòng luôn á, vỡ lòng đó, kiến thức vỡ lòng mình không nắm được á, thì nó rất là bất hạnh về kiến thức mình sử dụng, phải bắt buộc phải dùng từ bất hạnh thôi, tại vì cái đây là kiến thức nó vỡ lòng, thưa vị, mình không biết đó, mình sẽ rất là dễ rơi vào tà kiến. Nhưng một lần nữa, trước khi kết thúc câu trả lời này thì sẽ khuyên quý vị là nên học kiến thức căn bản mà Đức Hành Tuệ trên kênh YouTube Đức Hành Tuệ cũng có những cái bài về kiến thức căn bản để cho quý vị hiểu rõ hơn về Niết Bàn như thế nào. Dạ, cũng khi kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.